Thế đến khoảng một tháng mình đã có review chi tiết về cái mẫu này PSK03 đến từ hãng Loop với ba vật liệu đó là nhôm, titanium và thép không gì. SK03 là trong huyết của Loop Gear mà thiết kế tối ưu cho mục đích EDC tức là mang theo hàng ngày với kích thước siêu nhỏ gọn, sáng mạnh với mô hình lumen chiều sang 120m sử dụng pin sạc Lithium Ion cỡ là 14500 và có thiết kế rất đẹp mang đậm chất khoa học viễn tưởng Loop SK03 và chế độ bảo hành dài hạn tới 5 năm liên này pin Phoenix và giá thì rất là dễ chơi chỉ từ một triệu rưỡi cho phiên bản bằng nhôm, theo không gì và khoảng 2 triệu 2 cho phiên bản bằng Titanium Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một phiên bản rất là đặc biệt của Loop SK03 với chất liệu Titanium đi kèm một cái clip cài đá chức năng mà mình chắc rằng các bạn chưa được thấy ở bất kỳ cái đèn nào trên thị trường bây giờ Phiên bản đặc biệt bằng Titanium của SK03 này có giá bán khá là chát, từ khoảng 4 triệu rưỡi và trong khi đó cái clip cài này đã được lúc bán riêng với giá khoảng 90 đô Tức là 2 triệu 3 uh, Khoảng nửa phần trăm giá trị của cây đèn rồi Và với cái chất lượng và tính năng đem lại của cây SK03 này Thì mình cho là nó không bị đắt Chỉ là bạn có đủ chịu chơi hay không thôi Mình đã có một video đánh giá rất là chi tiết về cái ngôn ngữ thiết kế Cũng như là các tính năng, cách sử dụng của dòng SK03 này rồi Nên là trong video này mình sẽ chỉ đề cập tới những cái điểm nổi bật Của phiên bản đặc biệt bằng Titanium này thôi và chi tiết cụ thể đặc biệt nhất của cây này chính là cái clip cài đa năng. Đây có thể nói là một cái niềm tự hào của Loop khi mà thiết kế ra nhà dòng FK03. Đầu tiên thì đây là một chiếc clip cài đa chân năng, đúng với tên gọi của nó có thể sử dụng được uh, rất là nhiều mục đích trong một. Và mình muốn nói qua đầu tiên chính là về cái chất liệu và cách chất lượng hoàn thiện của cái clip này thì nó được làm bằng titanium cùng vật liệu với thân đèn và được CNC một cách chính xác luôn cái này lý giải một phần tại sao nó lại đắt như vậy bởi vì titanium là một cái loại đắt và rất là khó gia công cái clip này thì nó góp không nhỏ vào sự linh hoạt và đa năng của SK03 so với cây SK03 phiên bản thường cũng như là gần như tất cả những mẫu này pin có thiết kế tương tự trên thị trường bây giờ và chúng ta có thể dễ dàng tháo lắp cái món phụ kiện này khỏi thân đèn chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi với việc là xoáy đôi đèn này ra ở phiên bản SK03 tiêu chuẩn thì chỉ đơn giản là nó sẽ đi kèm một cái clip cài túi để có thể cài lên uh, ba lô này, túi quần hoặc là mua lại chai dùng như uh, đèn đeo chán Có ở Cây SK03 phiên bản đặc biệt này, với cái món phụ kiện này thì nó sẽ đi kèm rất là nhiều cái tính năng, đầu tiên Nó đóng vai trò như một chiếc clip cài bình thường, có thể cài vào túi quần, ba lô một cách rất là dễ dàng, có thể mở ra như thế này Để chúng ta cài vào dễ hơn Rồi sau đó đóng lại thì nó sẽ giữ cố định rất là chắc chắn Tiếp theo chúng ta có dạy mẻ ở đây như thế này Đó Để dùng như một chiếc quay sách thực ra với cái kích thước nhỏ như thế này thì mình thấy là cái quay sách nó cũng không cần thiết làm đâu nhưng mà thực sự khi mà các bạn bật ở cái độ sáng khoảng một nghìn lumen liên tục trong thời gian dài thì cái thân đèn nó rất là nóng và lúc đấy thì cái quay sách như thế này nó mới thực sự là đem lại ý nghĩa thứ ba là cái bề mặt của cái clip này được tích hợp nam châm để giúp chúng ta có thể hít cái đèn lên các vật mặt kim loại có tự tính và sau đó là chỉ cái góc chiếu sáng của đèn một cách linh hoạt tới 225 độ đây phải nói là một ý tưởng rất là sáng tạo và thực dụng của lúp giúp phiên bản này làm được những cái điều mà trước giờ chỉ có đèn pin vu mới làm được. Đó là tròi sáng linh hoạt và dành cả hai tay để mà làm việc. Và cái ứng dụng của nó có thể nói là bao la luôn. Đặc biệt rất là có ý nghĩa với anh em à, dân cơ khí hay là dân kỹ thuật khi mà có thể dùng cái đèn này ở trong nhà xưởng, kho bãi dùng để sửa cứ, chữa xe cộ, máy móc, máy tính, các thứ. Thế nhưng, cái tính năng của clip này nó chưa tương lại ở đấy đâu Các bạn nhìn kỹ này, ở bên trong của nó sẽ có một cái gì đấy Và đây là một cái lưỡi dao dọc giấy Nó được ẩn ở bên trong và chúng ta có thể mở nó ra đi thế này Đóng gọn lại, chỉ bằng một tay, rất là nhanh Thì đây là một cái dao dọc giấy đa năng Nó có hai lưỡi Lưỡi này kiểu uh, lưỡi tam tô thì phải Và nó đi kèm với chức năng nữa đó là mở nắp chai Với cái cạnh ở đây, để dùng để mở nắp chai được Cái lưỡi dao này thì có thể được mở và đóng bằng một cái lẫy chốt như thế này rất là nhanh gọn chỉ bằng một ngón tay thôi và chúng ta có thể khóa nó lại bằng cách là xoay theo cái hướng này này xoay một nửa vòng luôn sau đó cái cạnh này nó thẳng hào lưỡi dao lúc này là ta sẽ không khóa được lưỡi dao lại nữa ờ, sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng là lưỡi là sẽ không bị gập lại và chỉ cần xoay lại theo chiều này này là đóng lại bình thường khi ở trạng thái nóng cũng vậy chúng ta sẽ xoáy theo cái chiều này để khóa cố định lưỡi dao cho nó không vô tình mở ra và xoáy ngược lại để nó mở nắm cách bình thường rất là hay và an toàn và nếu mà để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chất liệu thép của cái lưỡi dao này nó rất là đặc biệt thì đây là thép Damascus chứ không phải là thép chống dỉ thông thường trên những cái phiên bản bằng nhôm của fk 3 thì Damascus là một loại thép đặc biệt có nguồn gốc từ Trung Đông với đặc trưng là bề mặt của nó sẽ có nhiều những cái vân kim loại độc đáo sâu như là cái dòng nước chảy thì bản chất của Damascus là thép nhiều lớp được kết hợp giữa nhiều loại ép khác nhau để rèn thành một cái lưỡi dao duy nhất và nó lý giải cho sự xuất hiện của các vân như thế này. Về cái quy trình sản xuất khá là phức tạp nên là giá thành của Damascus thưởng cao hơn nhiều so với các loại thép thông thường và độ bền của nó tất nhiên là cũng vượt trội hơn. Nói chung đối với mình, cái clip cài này nó là một sự kết hợp của nghệ thuật gia công cực kỳ chính xác cùng một cái sự thực dụng tuyệt vời. Nếu mà các bạn nhìn đã được cái giá trị của nó đem lại so với phiên bản SK03 thông thường thì mình nghĩ là Ờ, các bạn sẽ thấy số tiền mà mình bỏ ra nó thực sự là xứng đáng sự khác biệt tiếp theo của phiên bản đặc biệt bằng titanium này đang được bán tại EDC Zone so với những cái phiên bản khác đó là nó sử dụng chip led Nichia 519A có nhiệt màu là 4000 Kelvin tức là nó cho cái sáng vàng rất là đẹp có những cái phiên bản tiêu chuẩn kia thì nó sử dụng chip led của Philips với nhiệt màu là 6500K tức là ánh sáng trắng đối với mình thì ánh sáng trắng hay vàng nó là Uh, liên quan đến sở thích của mỗi người và mỗi loại ánh sáng sẽ có ưu những điểm riêng đầu tiên là ánh sáng trắng thì là sẽ cho hiệu suất và cái tầm nhìn tốt nhất trong điều kiện uh, trời quang đãng có cái nhược điểm của nó là nhìn khá là lạnh lẽo và chói mắt ánh sáng vàng thì cho ánh sáng nhìn rất là dịu mắt ấm áp và dùng tốt hơn ở trong điều kiện sương mù uh, trời mưa hoặc nói chung là tầm nhìn thấp đấy nhưng mà nhược điểm là hiệu suất của ánh sáng vàng thì thường nó sẽ không thể nào bằng ánh sáng trắng được. Thường là chỉ bằng khoảng 80% so với hiệu suất của nét ánh sáng trắng cùng chủng loại thôi. Về khả năng chiếu sáng thực tế của cái SK-03 này thì mình thấy là ở ngoài trời nó cho ánh sáng tỏa rất là rộng và bao quát phải tầm chiếu hiệu quả có thể đạt khoảng là 450 m Và ánh sáng của nó thì đẹp và rất là dịu mắt. Mức 1000 lumen thì đèn nó rất là nhanh chỉ sau 1 phút và rõ ràng đây là cái độ sáng khá là quá sức so với một cây đèn kích thước nhỏ gọn như là SK03 nhưng may là phiên bản đặc biệt này thì nó có một cái clip cài chúng nó có thể cầm như quay sách được cầm như thế này cũng khá là tiện kiểu như là muốn dùng độ sáng cao trong một thời gian dài hoặc liên tục ấy thì cầm bằng cái này nó sẽ không bị nóng so với việc là cầm trực tiếp vào thân đèn mức sáng cao 220 lumen thì nó thực dụng và đủ dùng cho hầu hết những cái hoạt động cơ bản như là đi dạo và khả năng duy trì liên tục khoảng 2 tiếng có dù trong nhà thì 70 lumen là cũng đủ với khả năng duy trì tới 10 tiếng đồng hồ theo thông số ở à, cái này thì sẽ có thêm mức sáng siêu thấp là 7 lumen đủ dùng một tầm gần như là đọc bản đồ mà nó lại không kiểu gây chói mắt nó lại một chút về ngôn ngữ thiết kế chung của dòng à, SK03 của lúc này đi thì à, đây có thể nói là một cái đèn được thiết kế rất là tối ưu cho mục đích NDC tức là mang theo hàng ngày với những cái đặc điểm sau đầu tiên là kích thước tổng thể của cái đèn phải nói là cực kỳ gọn gàng với bản titanium này tính đặc pin ở bên trong cùng cả cái clip cài đa năng thì nó chỉ nặng có khoảng chưa đến 100 g rồi phải nó rất là nhẹ à, với pin 14500 cho độ sáng cao tới 1000 lumen và chúng ta còn nó có thể thay bằng uh, pin 2A khi mà cần thiết à, mỗi tội là khi mà dùng pin 2A thì nó sẽ không đạt được cái độ sáng cao nhất là 1000 lumen đâu nhưng mà đây là một loại pin rất là hay khi mà dùng khẩn cấp bởi vì nó có sẵn ở gần như là mọi hàng tạp hóa cái viên pin sạc 14500 đi kèm của lũ thì nó sẽ có sẵn một cái cổng sạc tai xì si ở trên thân pin luôn ở gần cực dương như thế này ở à, cái này rất là nhanh gọn cái lợi khi mà chúng ta có thể cắm thẳng dây sạc tai xì si ở đây vào để sạc tấm pin mà không cần tới sự trợ giúp của sạc rời nữa đi du lịch mang theo rất là tiện con nút chỉnh của đèn thì được đặt ở đuôi cho phép chúng ta có thể thao tác nhanh và chính xác ở trong mọi tình huống ở à, đây là công tác điện tử nha nên là nó bấm rất là nhạy êm và cũng được gia công từ hợp kim titanium luôn và đặc biệt nhất của cái đèn này chính là cái hệ thống 6 chip LED phụ chạy dọc thân đèn cho cái ánh sáng tỏa rộng tới 360 độ. Uh, 6 cái chip LED này có độ sáng tối đa là 80 lumen đủ để dùng sinh hoạt khi kiểu nhà mất điện hay là đi cắm trại ra ngoài Và kết hợp với cái clip cài đa năng này thì có thể nói là như hổ một thêm cánh vậy. Hệ thống đèn này thì sẽ có thêm vào một mức sáng phụ nữa là 10 lumen cùng chế độ nháy báo hiệu. Chưa kể nó có thêm một cái mức sáng liên tục ở độ sáng siêu thấp là 0,1 lumen giúp chúng ta có thể dễ dàng định vị được cái đèn ở trong bóng tối cái chế độ sáng này thì nó gần như là nó không tốn pin đâu bởi vì theo như nhà sản xuất nó sẽ sáng được tới 2 năm liên tục mà mới hết pin ngược thế nên là ăn điện gần như là không đáng kể về giao diện sử dụng thì cây SK03 này của Loop nó có rất là nhiều điểm tương đồng với Olight với khả năng kích hoạt nhanh được mức sáng thấp nhất, mức sáng cao nhất và mức nhảy chốt Uh, về chi tiết thì các bạn có thể xem lại video review về của dòng FK03 này Chứ mình không nhắc lại trong này nữa kiểu nó bị dài dòng Một điểm đó mình quan tâm ở phiên bản đặc biệt bằng Titanium này Chính là cái hiệu suất của LED Nichia 519A Liệu nó có kém hơn nhiều so với LED Philips ánh sáng trắng dùng trên các phiên bản khác không? Thì sau khi đó thực tế kết quả nó cũng khá là ok Không kiểu quá là kém như mình nghĩ Cụ thể thì cả LED Nichia, lẫn Philips ở cả hai phiên bản thì đều sẽ chỉ duy trì được cái độ sáng 200 lumen ở khoảng một phút thôi, sau đó là hạ số 220 lumen và sáng ổn định cho đến khi hết pin. Ờ, điểm khác biệt là led Philips thì sẽ sáng ổn định và đạt được là 111 phút, tức là 1,85 tiếng trước khi tắt với hết pin. Còn cái phiên bản đặc biệt này với led Nichia thì nó sẽ đạt là 98 phút, tức là một tiếng và 63 giờ ờ, kém hơn khoảng 12% thôi. Đây đây là một cái sự uh, tranh nó không hề quá lớn và nó hoàn toàn thể chấp nhận được đặc biệt khi mà bạn uh, ưu tiên về cái ánh sáng nó đẹp nó dịu mắt cho ra từ cái chi này Đọc kết lại thì uh, nếu mà nói riêng về cái phiên bản Titanium đặc biệt này của lúc FDA03 thì cái điều lấn cấn duy nhất mình có thể thấy đó là cái giá bán của nó không phải là phù hợp cho tất cả mọi người bởi vì với cái giá này thì rất là 03 này nó được xếp vào trung mâm với đèn pin custom rồi ở những cái đèn mà được sản xuất với số lượng rất là nhỏ và giá bán rất là cao nếu các bạn muốn trải nghiệm tất cả những cái tính năng cơ bản mà dòng SK03 Group đem lại thì có thể dùng thử phiên bản nhôm hoặc là phiên bản bằng thép không dỉ thì nó chỉ rơi khoảng một triệu rưỡi hoặc là cái phiên bản đặc biệt mà vỏ nhôm cũng có cái clip cài như thế này nhưng mà chất liệu là nhôm mà thép thì thép thường thôi thì giá chỉ vòng một nửa cái phiên bản titan này cho là khoảng hơn 2 triệu một chút còn nếu các bạn thực sự là một tín đồ của cái vật liệu titanium thần thánh này thì mình tin là cây SK03 này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu.